chương trình Xuân Yêu Thương 2020 với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Chúng ta góp thêm một hành động thiết thực hơn nữa, cùng chung tay mang tới người bệnh một mùa xuân ấm áp, ngập tràn yêu thương. Đồng thời, chương trình còn là hoạt động hết sức ý nghĩa nhằm kêu gọi vận động sự đóng góp hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để giúp đỡ những bệnh nhân nghèo gặp hoàn cảnh cực kỳ éo le. Điểm đặc biệt, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm sẽ được trực tiếp trao những phần quà tận tay bệnh nhân. Những số tiền huy động tuy không nhiều, nhưng nếu trao đúng chỗ, đúng thời điểm thì nó lại mang một giá trị thật sự to lớn. Bởi đôi khi chỉ một món quà nhỏ cũng khiến mùa xuân rực rỡ hơn, đem lại niềm vui trong ánh mắt mọi người. Góp chút tình, trao Tết yêu thương, không chỉ cho đi mà chúng ta sẽ nhận lại. Đó chính là niềm vui, vì cuộc đời cần lắm sự sẻ chia. Hãy cùng chúng tôi mở rộng trái tim. Dự kiến ngày 14 tháng 1 năm 2020, tức là ngày 20 tháng 12 âm lịch, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tổ chức chương trình từ thiện Xuân Yêu Thương, với mong muốn sẻ chia nỗi đau và phần nào giúp đỡ người bệnh đón một cái Tết tươi vui, đầm ấm hơn, thắp lên trong họ những tia hy vọng mới khi năm Canh Tí đang đến gần. Thay mặt ban lãnh đạo bệnh viện và bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, xin trân trọng cảm ơn và tri ân sâu sắc tới những tấm lòng vàng. Mọi quỹ đóng góp xin gửi về Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, hotline 1900 068 681.